Hello cả nhà, hôm nay Vũ đang có mặt tại phường 1 luôn cả nhà. Và Vũ tiếp tục cập nhật và chia sẻ cho cả nhà xem một lễ tang của cô Trần Thị Sương, 73 tuổi, tại phường 1, thị xã Cà Lậy cả nhà. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng Vũ vào cầu nguyện và chia sẻ để tiễn đưa cô về nơi nghỉ cuối cùng nha cả nhà. Vâng, thì giờ Vũ mời cả nhà nha. Cả nhà đừng quên cho Vũ xin lượt đăng ký và lượt chia sẻ nha cả nhà. Vũ cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Gia đình chúng tôi xin trân trọng cúi đầu chân thành cảm tạ quý chính quyền địa phương, quý cơ quan ban ngành đoàn thể, vị sư thầy ban nhạc lễ, cơ sở mai táng từ thiện cao đài tòa thánh Tây Ninh được thuộc ban nhà thiền hòa đạo thị xã Cái Lậy hiệp cùng nhóm thiện nguyện của thầy Chân Từ, em Gấu và em Cường cùng toàn thể quý bà con thân bằng quyến thuộc xa gần đã đến cầu nguyện phúng điếu và cùng chung lưng đau cập trong việc hậu sự của gia đình chúng tôi trong những ngày qua. Với những nghĩa ân sâu nặng ấy, một lần nữa gia đình chúng tôi xin trân trọng cúi đầu chân thành cảm tạ toàn thể quý vị, xin trân trọng. Và kính thưa quý vị, chốc lát nữa đây là tiến hành lễ di quan. Và gia đình kính mong các vị hãy nhín chút định thời gian quý báu ở lại cầu nguyện và tiễn đưa linh cữu của em, dì, cô chúng tôi đến nơi hỏa táng thuộc hỏa táng đài Cây Quéo thuộc phường 5 thị xã Cái Lậy. Và trong lúc tang gia bối rối có điều chi sai sót, kính mong toàn thể quý vị hãy niệm tình tha thứ, xin trân trọng.
Và kính thưa toàn thể quý vị, bây giờ đã đến giờ phát hành. Vậy xin trân trọng kính mời vị sư thầy, ban nhạc lễ, ban đạo tỳ cùng tăng gia hiếu hiến chúng ta tề tụ trước linh sàng để tiến hành lễ di quan. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
dựng bát bà ta ra na ma bà già ma bà ta khẩu hát thiệt ta hãng à, bà lô hê lô ca đê ca ca đê di hê ghi ma bồ đề ta ca độ nát bà nát bà ma 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 bà ca ya đê ra ca ra ca đê ghi đê nát bà ca ya ca ya ca ma ma bà ma ca ma bà đê đê đi đi dạ.